Nội soi can thiệp an toàn 2-in-1 tại Bệnh viện Hồng Ngọc, phát hiện sớm tổn thương và bệnh lý tiêu hóa, thực hiện thủ thuật can thiệp ngay trong nội soi, giúp người bệnh tránh được phẫu thuật lớn, hạn chế biến chứng, hồi phục nhanh chóng, tối ưu chi phí. Phát hiện mọi tổn thương và yếu tố ung thư từ cấp độ tế bào nhờ hệ thống nội soi Olympus CV190 sử dụng công nghệ MBI hiện đại với khả năng khuếch đại hình ảnh hơn 100 lần. Nội soi kỹ càng, can thiệp chuẩn xác các thủ thuật cắt bolus, cầm máu, lấy dị vật, đong tâm vị và nhiều thủ thuật khác cùng đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về nội soi tiêu hóa, đảm bảo 4 an toàn trong nội soi can thiệp, gây mê an toàn. Bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức thực hiện quy trình khám tiền mê chặt chẽ, sử dụng máy gây mê nồng độ đích đảm bảo gây mê sâu, giúp nội soi can thiệp thuận lợi không ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Thao tác an toàn, cẩn trọng trong sử dụng dụng cụ, thao tác tỉ mỉ, thực hiện thành công nhiều các can thiệp khó như nong tâm vị bằng móng hơi cho bệnh nhân nữ 65 tuổi, lấy khối bã thức ăn 20cm cho bệnh nhân tiền sử tiểu đường, cắt bolus chân rộng có nguy cơ tổn thương cao mà không làm tổn thương hệ tiêu hóa. Theo dõi an toàn, theo dõi chặt chẽ sau can thiệp bởi bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, đưa ra phương án kiểm soát bệnh lý, thăm khám định kỳ. Dụng cụ an toàn, khử khuẩn cấp độ cao và đảm bảo vô trùng với hệ thống làm sạch dụng cụ nội soi tiên tiến nhất miền Bắc, tuân thủ quy định về dụng cụ nội soi dùng một lần. Nội soi an toàn, yên tâm hoàn toàn tại trung tâm tiêu hóa bệnh viện Hồng Ngọc.